Ok, thì Yến sẽ xin hát một đoạn ở trong ca khúc của Yến được mang tên Ừ Em Xin Lỗi. Mình hát đoạn nào bây giờ nhỉ? Vì con gái là như thế, muốn yêu thì phải biết chiều, muốn em thật ngoan thì anh cũng phải biết điều. Anh xin em bớt đọc cái câu ngôn tình, tình yêu phim ảnh đã không có tật và tôn vinh. Đừng nghe lời ai dốc một ngọt và đầy tai lý nhí để hạnh phúc. Bạn gái anh không bao giờ xa. Hi hi. Vậy nếu tình yêu chỉ là sẽ chẳng thể bảo nhau nghe. Vậy chúng năm nữa vẫn là tình yêu của những cô nhóc và cậu bé. Tại vì có sai, có sửa, có lửa, có khói. Còn nếu em muốn được cưng như trẻ thì kiếm ông bố cho rồi. Nè em có thể đi kể với tất cả những người khác xung quanh. Còn nếu em được một cách chân thành, nếu khúc nào mà nhảy đĩa thì mình muốn qua cho nhanh. Chặt cho nhau sự yên bình, làm ơn tha cho anh. Đó. Nói chung là rap của anh Mirai đọc nhanh lắm mọi người. Em là em cũng cố gắng thuộc lắm rồi đó, bởi vì em tập nhảy nhiều á, nên em nghe nhiều em thành quen luôn.